Qua phần 1 của video Showeater thì các bạn có hài lòng không nè? Mình cảm thấy vẫn còn thiếu sót nên là ở tập này tụi mình sẽ cố gắng chỉnh chu hơn để các bạn được trải nghiệm tốt nhất về bộ anime nghe. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng vào video ngày hôm nay. Tập 14, thầy Stan thông báo với cả lớp rằng sẽ có bài kiểm tra viết cao cấp dành cho người điều khiển và vũ khí trong 3 ngày tới. So cho biết kỳ thi này rất đặc biệt vì người ta thường đồn rằng ai giành được vị trí đứng đầu sẽ trở thành Death Star. Mama của Maka cũng từng là người đứng đầu trong kỳ thi cho nên cô ấy quyết tâm bằng mọi giá phải làm được điều tương tự. Cảm nhận được điều đó, cha già Death Star bắt đầu bày trò múa lửa để truyền động lực cho con gái cưng. Trước khi kỳ thi đến, các học viên của Super Saiyan đều rất chăm chỉ và có những cách ôn tập riêng cho bản thân. Ngoài những con người chăm chỉ ấy ra thì Death Star cũng rất siêng năng trong việc tính cầu 10 phương chư Phật độ trì cho Maka. Tưởng chừng Black Star sẽ chịu ngoan ngoãn học bài một cách tử tế nhưng không. Nó tìm đến phòng của Stan với ý định là xem trước đề thi và bị ông thầy bắt quả tang ngay tại trận. Ngay thi viết cấp cao cuối cùng đã đến. Trước khi phát đề, thầy Sid mang thằng Black Star trong bộ dạng rất khủng khiếp ra làm gương để tránh những thí sinh khác có ý định gian lận. Dẫu vậy, lời dặn dò của Sid chỉ như là đàn gãi tai trâu vậy. Thời gian làm bài chưa bắt đầu được bao lâu thì ông ấy liền bắt được thằng So đang tàn trữ phao cứu sinh trái phép trong người. Hết cách, So chỉ đành hy vọng vào những người bạn ngồi kế bên. Nhưng thằng Kid có mỗi cái tên viết cũng không xong, còn Party thì chỉ biết vẽ bậy lên bài thi. Rồi luôn, tới cục cớt thằng Solo. Chuyến này là coi như hết thuốc cú. Nhìn thấy Blackstar hành động, Solo liền dồn hết sự tập trung vào người bạn thân vì tính rằng cậu ấy đã có được đáp án. Nhưng nào ngờ cái thằng quỷ tăng động đó chỉ đang cố viết chữ ký của mình. Thời gian làm bài kết thúc. Ngoài Maka là người giành được vị trí cao nhất thì hội bạn thân cũng toàn thuộc top đầu, nhưng mà từ dưới đếm lên. Để chúc mừng con gái, Desai đã nhờ Blair tặng cho Maka một cuốn sách để kết nối tình cha con. Tuy nhiên kế hoạch đó nhanh chóng bị bà mèo phá hủy khi mà bà mua cho Maka nguyên bộ đồ lót gợi cảm. Vậy là tình cha con dữ chưa mọi người ơi? Tập 15, Kit và chị em nhà Thompson tiếp nhận nhiệm vụ đến điều tra về một ngôi làng mà vài ngày trước đã xảy ra một biến cố khiến cho vị trí địa lý tại nơi đó biến mất đi gần một nửa. Họ tìm gặp một người đàn ông đang rất sợ hãi và được nghe kể rằng có một con rồng đen đã xuất hiện rồi nuốt chửng gần như toàn bộ số linh hồn của người dân trong làng. Sau khi điều tra sơ bộ, Kit cùng với hai người đồng hành tiếp tục tiến ra biển để tìm kiếm manh mối. Ẩn sâu trong lớp sương mù, một con tàu to lớn có tên là Nihok lộ diện. Theo lời Kit thì đó là tên của con rồng đen trong thần thoại Na Uy. Được lệnh tiếp cận, Patty liền điều khiển mái chèo lao thẳng vào mạn tàu khiến thằng Kit u đầu chảy máu. Thằng quỷ tử thần mắng cho Patty một trận và bảo cô ấy lần sau muốn tông thì tông thẳng vào chính giữa con tàu cho nó đối xứng. Bệnh cỡ này chắc chỉ có trời cứu thôi mấy bạn ơi, chứ bác sĩ nào cứu nổi nữa. Khi phát hiện ra có rất nhiều linh hồn con người đang tập trung bên trong khoang tàu, kẻ chủ mưu làm nên việc này cũng xuất hiện ngay sau đó rồi sử dụng sức mạnh điều khiển Nihok tách Blitz ra khỏi nhóm. Gã hồn ma cho hay hắn thu thập những linh hồn ấy là để tặng cho Kishin, ngoài ra còn tiết lộ rằng Kishin hiện đang ở ngay bên cạnh Kid. Liz đang cố gắng tìm đường quay trở lại với người điều khiển vì cô ấy hiểu rõ Kit sẽ chẳng thể nào chiến đấu nếu không có hai khẩu súng đối xứng với nhau. Trên đường đi, Liz được một fan thông cả tim ra ngoài khi vô tình chạm mặt với một hồn ma. Cô bé mặc dù không thích thái độ của bà mắm trước mặt cho lắm nhưng mà vẫn quyết định dẫn đường cho bà. Nhờ có các hồn ma tốt bụng hướng dẫn, Liz đã tìm được đường quay trở về chỗ Kit. Chị em nhà Thompson ngay lập tức biến hình thành hai khẩu súng để chuẩn bị giao chiến một trận nảy lửa với kẻ thù. Trận đấu chưa kịp bắt đầu thì phe thứ ba bất ngờ chen vào, người nắm giữ quỷ kiếm Krona xuất hiện. Không một chút do dự, Braharok đã hấp thụ hết toàn bộ linh hồn con người trên tàu và gia tăng được một lượng lớn sức mạnh của sự điên cuồng. Tập 16, mặc kệ Krona vừa hấp thụ được một nguồn sức mạnh to lớn, Kid vẫn có thể bón hành cho đối thủ mà không gặp quá nhiều trở ngại. Những phát súng của cậu ấy dù khiến cho kẻ địch đau đớn, nhưng chừng đó là chưa đủ để knock out Krona. Gã hồn ma bị quỷ kiếm chém trước đó chưa hoàn toàn bị tiêu diệt do hắn ta và Nihok là một bản thể. Chừng nào con tàu còn tồn tại thì gã hồn ma sẽ không thể nào chết đi. Hắn ta điều khiển những khẩu đại bác bắn về phía Krona để trả đũa cho việc quỷ kiếm hấp thụ tất cả số linh hồn trên tàu trước đó. Tuy vậy, hỏa lực tầm thường của Nihok chẳng thể chạm vào người của Krona, ngược lại còn khiến cho cậu ta phát điên lên. Bằng chiêu tiếng hét Alpha, quỷ kiếm đã cắt đôi con tàu khổng lồ như thể cắt một tờ giấy rồi tẩu thoát. Nhìn thấy kẻ địch định bỏ trốn, Kid nhanh chóng dùng ván trượt để rượt theo. Làn sương mù che chắn đột ngột biến mất làm bầu trời cùng với những đám mây cơn sướng hiện ra. Không ngoài dự đoán, căn bệnh rối loạn ở mảnh cơ chế kinh niên của cái thằng này nó lại tái phát giúp cho Rona tự nhiên có một cơ hội ngon ăn để trốn thoát.
Maka tìm đến bệnh xá để hỏi về việc bị máu đen xâm nhập vào cơ thể. Lợi dụng điều đó, Medusa đã âm thầm đưa cho Maka một loại thuốc thúc đẩy hoạt động của máu đen và nói rằng đó chỉ là thuốc chữa bệnh bình thường. Hòng tránh chuyện không hay xảy ra, Stan đã lấy lại số thuốc đó từ tay Maka và đến phòng y tế để thăm dò Medusa. Để chắc chắn hơn, Stan liền nhờ thầy Sid tìm manh mối chứng minh ả ta là phù thủy rồi báo cáo ngay cho Shinigami-sama. Medusa nghĩ rằng sớm muộn gì rồi thân phận cũng sẽ bị bại lộ nên là nhanh chóng liên lạc với thuộc hạ sẵn sàng hành động. Tại căn cứ của ảo phù thủy, Sid cùng với cộng sự là Nagus phát hiện được âm mưu nguy hiểm của Medusa. Nhưng khi có ý định về báo cáo lại cho Shinigami thì họ đã bị trúng bẫy của ảo phù thủy ếch Eroka. Tập 17. Tập này là một tập ngoài chuyện nên là tụi mình sẽ vượt qua nhé. Tập 18. Một buổi tiệc ăn mừng kỷ niệm ngày thành lập Shibusen được tổ chức nên là các học viên ăn bận rất chi là bắt mắt. Chỉ riêng có mỗi cái thằng Blackstar là lụm thụm bê bối nhìn mà tôi cứ tưởng là ban chủ môn phái cái bang không á. Do là một ngày lễ quan trọng nên người đứng đầu là Shinigami-sama cũng có mặt để tham gia. Ai nấy cũng đều vui vẻ tận hưởng buổi tiệc, nhưng chỉ duy nhất mỗi show là trầm tư về điều gì đó. Maka cũng thấy lo lắng cho người bạn thân vì từng được nghe Medusa tiết lộ show đang băn khoăn về con quỷ xuất hiện bên trong giấc mơ của mình. Maka nảy ra ý mời show khiêu vũ để hâm nóng lại tình bạn, nhưng có vẻ như cậu ấy không cảm thấy hứng thú cho lắm. Thưa nước đục thả câu, cha già Desai từ đâu xuất hiện kéo đứa con gái cưng vào bên trong để thể hiện những bước nhảy tầng sầu của ổng. Cùng lúc đó, thuộc hạ của Medusa là Eroka, người sói Free và quỷ kiếm Rona đang tiếp cận Shibuzen, hông chăm ngồi trong một cuộc chiến cực kỳ quy mô nổ ra. Stan tiếp cận Medusa và không do dự lật tẩy bộ mặt thật của ả để tìm hiểu xem lý do ả phù thủy trà trộn vào đây là gì. Bên dưới học viện có một Kishin đang ngủ sâu. Do thân phận bị bại lộ nên Medusa chẳng muốn che giấu âm mưu của mình nữa. Mục đích của ả khi trà trộn vào Shibuzen là để hồi sinh Kishin ấy bằng máu đen. Thưa biết Stan có một niềm đam mê rất lớn với việc nghiên cứu nên Medusa định thao túng thầy ấy cùng tham gia vào kế hoạch đen tối của ả, nhưng cũng may Sid đã kịp thời có mặt để cảnh báo. Ông thầy zombie cho hay bè lũ của Medusa biết Shinigami sẽ rời khỏi gương vào ngày kỷ niệm nên chúng sẽ chờ đợi đến ngày này rồi mới hành động. Ở bên ngoài, Free dùng phép thuật cấp cao nhốt toàn bộ học viên bao gồm cả Shinigami-sama vào trong một khối lập phương. Ngay khi không còn ai cản trở, Medusa cùng đồng bọn phù thủy liền bắt tay vào việc đánh thức Kishin và hủy diệt Shibusen. Nhờ có chiêu thức của Sid, nhóm Maka đã kịp thời thoát ra khỏi khối lập phương trước khi nó hoàn chỉnh. Shinigami-sama thừa nhận ông ấy hoàn toàn không thể thoát khỏi kết giới, nhưng pháp thuật cao cấp cỡ ấy cùng lắm chỉ tồn tại lâu nhất là một giờ. Chính vì thế, mọi chuyện lúc này chỉ có thể trông cậy vào Stan và nhóm Maka. Tập 19. Tình hình hiện tại đã vượt ngoài tầm kiểm soát nên Shinigami-sama quyết định sẽ kể cho toàn bộ học viên biết bí mật về Kishin đang bị giam giữ ở bên dưới Shibusen. Hắn ta có tên là Asura, một trong 8 chiến binh hùng mạnh trong lực lượng đặc biệt do Shinigami-sama chỉ huy. Tuy có sức mạnh vượt trội hơn những chiến binh khác nhưng Asura luôn sợ hãi một thứ gì đó. Không kiềm chế được nỗi sợ hãi, hắn trở nên điên cuồng và bắt đầu hấp thụ linh hồn của con người rồi trở thành Kishin đầu tiên. Để giam giữ Asura, Shinigami lột bỏ da của hắn ra rồi dùng nó để phong ấn hắn. Ngoài ra, để tránh việc Kishin thức tỉnh, Shinigami đã tự mình kết nối thể xác và linh hồn với thành phố chết. Nói cách khác, ông ấy sẽ không bao giờ có thể bước chân ra khỏi thành phố. Desai bằng cách nào đó cũng đã thoát ra khỏi khối lập phương và tái ngộ với nhóm Maka bên dưới tầng hầm. Tránh để cho Medusa hồi sinh Kishin, thầy Stan ngay lập tức lập nên một kế hoạch tác chiến. Thầy chủ nhiệm sẽ cầm chân Medusa để cho người cơ động nhất là Kid đuổi theo Eroka và Free. Tiếp đến, Lashtar sẽ đảm nhiệm việc chiến đấu với Krona vì là người có sống linh hồn mạnh mẽ. Trong khi đó, Maka phải cố gắng vượt qua được cả Medusa và quỷ kiếm rồi phối hợp với Kid phá hủy máu đen. Nghe rõ kế hoạch Stan đưa ra, Kid với kỹ năng lướt ván điêu luyện nhanh chóng vượt qua được cơn mưa mũi tên của Medusa tạo ra. Lashtar với dạng kiếm ma cũng không hề kém cạnh người bạn của mình. Maka là người bị đối thủ đánh giá thấp nhất nhưng với ý chí quyết tâm của ấy đã làm cho Medusa phải rút lại những lời nói đó. Nhìn thấy các học trò an toàn vượt qua cửa ải đầu tiên, Stan mới bắt đầu bật mó chiến đấu chơi khô máu với ảo phù thủy. Thầy chủ nhiệm khâu chân của Medusa vào mặt đất bằng kỹ năng khâu linh hồn rồi tấn công với một đấm rất mạnh mẽ. Không để Stan tiếp cận một lần nữa, Medusa tạo ra bản Vector có khả năng điều hướng mọi vật thể khiến thầy chủ nhiệm bị thổi văng ra xa. Ảo phù thủy còn tạo ra một vòng tròn với vô số mũi tên Vector hướng vào trong nhốt Stan lại. Nếu muốn thoát ra khỏi đó, thầy chủ nhiệm và Medusa buộc phải chiến đấu cho đến khi một bên bị hạ gục. Maka muốn Rasta giao lại cho cô ấy trận chiến với quỷ kiếm, mặc dù không muốn nhưng mà khi nhìn thấy sự nghiêm túc của Maka, cậu nhóc tăng động để nhường lại đối thủ cho cô bạn thân.
Tập 20, hiểu rõ lưỡi hái không thể nào chém xuyên qua cơ thể được bảo vệ bằng máu đen của Rona nên Maka đã dùng những cú liên hoàn đấm tấn công đối thủ. Sức mạnh của Maka không đáng là bao, nhưng mà có vẻ như cô ấy đã có cách để đề phòng trường hợp xấu nhất. Tinh thần lạc quan của Maka làm cho Rona bị kích động. Ngoài Ragnarok với kỹ năng tiếng hét cộng hưởng thì những giọt máu đen của Rona cũng có thể biến thành vũ khí bất cứ lúc nào. Bí mật về giới tính của quỷ kiếm mà tôi với các bạn chắc chắn cũng đang rất thắc mắc được tiết lộ khi Medusa tự thừa nhận Rona chính là con gái của Ata. Đồng bộ bước sống linh hồn với Sho và cách duy nhất giúp Maka có thể giành được chiến thắng. Để chơi sòng phẳng với đối phương, cô nhóc quỷ kiếm cũng kích hoạt tiếng thét Gamma gia tăng sức mạnh cho vũ khí. Tôi tẩy tay Rona đã chặn đứng thành công nhát chém Majorari của Maka chỉ bằng tay không nhờ con Ragnarok truyền sức mạnh cho cơ bắp. Ngược lại, những đòn tấn công của cô nhóc quỷ kiếm lại khiến cho Maka và Sho phải khổ sở trong việc chống chịu. Đứng trước tình cảnh sống còn ấy, điều khả thi nhất chính là thỏa thuận với con quỷ bên trong giấc mơ của Sho để đổi lấy sức mạnh. Để dụ dỗ cậu nhóc lưỡi hái đồng ý với lời đề nghị, tên quỷ lùn đã mời Maka vào bên trong tiềm thức của cậu ấy thông qua sự cộng hưởng. Không giấu gì Sho, Maka muốn sử dụng máu đen để đi vào sự điên cuồng như Rona và đó là cơ hội duy nhất giành được chiến thắng. Tin tưởng người bạn đồng hành, Sho chấp nhận lời thỉnh cầu đó của Maka và hứa rằng sẽ mang cô ấy trở về nếu bị sự điên cuồng nuốt chửng. Quả nhiên sự điên loạn của máu đen đã giúp cho sức mạnh của Maka tăng lên vượt trội nhưng đi cùng với nó là một hậu quả không thể nào lường trước được. Tập 21. Trong lúc truy đuổi kẻ địch, Kid đã bị chặn lại bởi những quả bom pháp thuật sắp xếp đầy cẩu thả của Eroka. Đối với cái thằng này thì một nơi không đối xứng đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Hết cách, Patty đành phải dùng đến những lời lẽ chê bai tạm tệ là xỉ nhục Kid nhưng mà cũng nhờ vậy mà thằng quỷ đó nó mới chịu quên đi mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt rồi tiếp tục truy xét kẻ thù. Kể từ lúc rơi vào sự điên loạn, Maka không còn sợ hãi những đòn tấn công của Rona nữa, ngược lại còn khiến cho cô nhóc quỷ kiếm hoang mang không biết nên hành động như thế nào. Maka sử dụng khả năng cảm nhận linh hồn trong tiềm thức để tìm kiếm linh hồn của Rona và tìm hiểu xem vì sao cô ấy lại bị nỗi sợ hãi ăn mòn nhân cách đến thế. Cùng thời điểm đó, Bla đang đối đầu với gia đình phù thủy Mizuna bên trong thành phố ma. Mặc dù họ thuộc hai phe đối lập nhau nhưng mà tôi công nhận cả hai chắc chắn đều là người tốt. Là một ông bố luôn yêu thương con cho nên là khi nghe Medusa coi con gái của mình chẳng khác gì một công cụ khiến cho Desai rất tức giận. Papa Maka nói với Stan rằng bằng mọi giá phải dạy cho ả phù thủy một bài học thích đáng. Sâu thẳm bên trong sự điên cuồng tồn tại một Rona nhỏ bé với tâm hồn trong sáng. Sự sợ hãi rất nhiều thứ nên cô bé đã tự nhốt bản thân mình vào bên trong vùng an toàn và tránh tiếp xúc với bất kỳ ai. Để giúp Rona cởi mở hơn, Maka với những cảm xúc tích cực xuất hiện rồi xóa tan đi vùng an toàn của cô nhóc quỷ kiếm. Nhận thấy cô bản thân thành công giúp Rona loại bỏ máu đen trong người, Sho liền kéo Maka thoát ra khỏi sự điên loạn trước khi bị nó nhấn chìm. Cuối cùng, bằng một cái ôm đầy tình cảm, Maka đã giúp cho cô nhóc quỷ kiếm thoát khỏi sự sợ hãi và ngỏ lời kết bạn với cô ấy. Tập 22, thầy Stan nhận biết được cô học trò Maka đã giành chiến thắng khi cảm nhận được sự điên cuồng của máu đen không còn phát tán nữa. Cơ thể Ragnarok cũng vì vậy mà bị thu nhỏ trở lại, tuy nhiên tính cách của cậu ta thì vẫn bố láo bố léo như thường. Khó khăn ở cái cửa ải thứ hai là quỷ kiếm được giải quyết êm xuôi nhờ vào Maka và Sho. Do đây, các học viên ưu tú của Shibusen cần phải phát huy hết năng lực để ngăn chặn Kishin nhận được nguồn máu đen. Càng đến gần nơi phong ấn Asura, Kid càng cảm nhận được bức sóng điên cuồng mà hắn ta tỏa ra. Trong lúc đang suy nghĩ vu vơ thì cậu ấy bất ngờ bị tấn công bởi quả cầu pháp thuật của Free. Mặc dù cố chiến đấu bằng mọi cách bao gồm luôn cả việc đồng bộ bức sóng linh hồn với chị em nhà Thompson, nhưng Kid vẫn không thể đánh bại được kẻ có khả năng bất tử. Dash the Kid bắt đầu đảo mắt xung quanh để tìm kế hoạch tác chiến. Tuy vậy, thứ mà cậu ấy thật sự để tâm tới chỉ là mớ hỗn độn của kiến trúc xung quanh rồi tự làm khó chính bản thân mình. Đúng lúc cần thiết nhất thì thằng Blaster có mặt. Bằng tốc độ của một nhẫn giả, cậu nhóc tăng động nhanh chóng tiếp cận The Free và tung đòn tấn công lên người hắn ta. Qua quan sát từ xa, Kid nhận ra kẻ thù trước mắt vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh được tạo ra bằng pháp thuật. Mánh khóe này chỉ có Free mới dùng được vì hắn biết đối phương sẽ e ngại sự bất tử mà không dám đến gần để kiểm tra. Mặc cho không cản được bước tiến của các học viên Shibusen, nhưng chỉ ít Free đã câu kéo đủ thời gian để đến nơi phong ấn Kishin. Gã bất tử và Eroka vừa tiến vào bên trong liền bị bước sóng điên cuồng của Asura tác động tạo nên ảo giác vô cùng đáng sợ. Điều đó càng khẳng định Kishin đầu tiên nếu được giải phóng thì hậu quả sẽ kinh khủng đến như nào. Tập 23. Trận chiến giữa Medusa và Stan đang dần đi đến đoạn cao trào nhất. Những kỹ thuật thầy chủ nhiệm sử dụng đều không thể phá vỡ sự cân bằng của ảo phù thủy. Ngược lại, Medusa chỉ đang đùa giỡn với Stan hòng kéo dài thời gian và chờ đợi Kishin thức tỉnh. Để chiến thắng được Medusa,
Thầy chủ nhiệm chỉ còn cách là trở về với bản chất của một tiến sĩ yêu thích sự tàn bạo và nhiệm vụ của Desai khi ấy là kiềm chế và kiểm soát, tránh việc Stan vượt quá giới hạn. Từ lúc thầy chủ nhiệm chuyển sang mode điên loạn, ông ấy đã bắt đầu đuổi kịp khả năng di chuyển bất thường của Medusa. Trong một thoáng mất tập trung, Stan bất ngờ bị áo phù thủy xuyên thẳng qua bụng bằng một mũi khoan Vector. Nhờ sự điên cuồng thúc đẩy, Stan quên đi chấn thương mà Medusa gây ra rồi sử dụng chiêu thức sóng linh hồn tấn công vào giữa ngực áo phù thủy. Qua chiêu thức đó, thầy chủ nhiệm đã khóa chặt hệ thần kinh của Medusa bằng cách khâu chúng lại với nhau. Khi sử dụng tuyệt kỹ chỉ khâu dạng mở rộng, Stan buộc phải rơi vào trạng thái bất động như đối thủ để giữ sự tập trung cao độ. Kid đã đuổi kịp nhóm Eruka trước khi Asura được cung cấp nguồn máu đen. Cô ấy dùng súng tấn công liên tục về phía Free để mở đường cho Flagstar tiếp cận phù thủy S rồi phá hủy ống tim. Với dạng kiếm ma, cậu nhóc tăng động thành công đánh bật ống tim khỏi tay của Eruka, nhưng thú cưng của ả là nòng nọc Jackson đã giành lại được ống tim và trao lại cho chủ nhân ngay sau đó. Không chịu bỏ cuộc, Flagstar đẩy bản thân vượt mức giới hạn lao đến chém ống tim chứa máu đen ra làm hai mẫu. Xui thay, những diễn biến từ nãy đến giờ cậu nhóc tăng động nhìn thấy chỉ là ảo giác. Thứ Flagstar chém chúng là Goshintai, tượng thần chứa linh hồn của Shinigami-sama, con số máu đen đã được Eruka tiêm vào cái bọc phong ấn của Asura từ lúc nào. Việc Kizin được giải thoát khiến Medusa tự mãn và vô tình để lộ sơ hở, từ đó giúp Stan có cơ hội cắt đứt cơ thể ả ra thành từng mảnh. Tập 24. Kizin Asura có hình dạng khá giống với một đối thủ chuyên nghiệp. Việc đầu tiên mà hắn ta làm khi vừa mới mở mắt sau bao nhiêu năm bị giam cầm là dọa cho Eruka một phen hồn bay phách tán. Lâm tưởng rằng Kizin chỉ mới hồi sinh và còn rất yếu ớt nên Flagstar tiến tới rồi sử dụng tuyệt kỹ sóng linh hồn sở trường lên người kẻ địch. Đòn đánh đó chẳng khiến Asura sức mẻ gì ngược lại, chỉ bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng hắn đã đánh bật Flagstar văng xa hàng chục mét. Kid liền rút súng ra tiếp sức cho cậu nhóc tăng động nhưng cũng đã phải lãnh kết cục tương tự như người đồng đội. Asura bọc quanh người bằng nhiều lớp da rồi tẩu thoát lên phía bên trên. Maka dù cố gắng hết sức để ngăn cản điều đó lại, tuy nhiên sức mạnh của cô ấy không có cửa để so với Kizin. Phong ấn của Shinigami đuổi theo để trói chặt Asura lại một lần nữa, nhưng những cái phong ấn cũ kỹ đó giờ đây đã không còn đủ sức mạnh để giam giữ một Kizin thất tỉnh hoàn toàn. Shinigami-sama ngay lập tức đối mặt với Asura sau khi pháp thuật lập phương của Free hết tác dụng. Những đòn đánh của ông ấy đích thị là của tử thần chính hiệu khi có thể chiến đấu trên cơ Kizin dù trong tay không cầm bất kỳ món vũ khí nào. Shinigami thừa nhận rằng nếu không có Desai trong tay thì sẽ khó kết thúc được Asura. Đúng như dự đoán, tên Kizin đã phá vỡ được lớp giáp của thầy hiệu trưởng bằng đòn kim cang rồi tránh xa khỏi tầm đánh đang bị giới hạn của ông ấy. Sự điên cuồng tạm thời kết thúc, dẫu vậy việc Asura trốn thoát thành công chắc chắn sẽ khiến thế giới chao đảo một lần nữa. Chính vì thế Shinigami-sama đã lệnh cho thầy Sith triệu tập toàn bộ Desai trên khắp các đại lục trở về Super Saiyan ngay lập tức. Medusa vẫn chưa chết nhưng mà không hiểu vì lý do gì ả ta đã tự tiêu hủy linh hồn của chính mình. Trận đấu bảo vệ thành phố kết thúc, đánh dấu cho sự kiện chuyển mình của thời đại mới. Tập 25, Rona được đưa vào Super Saiyan để tiện cho việc theo dõi và chờ đợi Shinigami-sama đưa ra quyết định cuối cùng đối với quỷ kiếm. Tuy rằng Ragnarok đã ăn rất nhiều linh hồn con người nhưng ngay cả thầy hiệu trưởng cũng không rõ nguyên nhân vì sao mọi tội lỗi của nó đã được rửa sạch. Từ khi lệnh triệu tập Deathside được công bố thì cho đến giờ chỉ mới có 3 người trên các đại lục trở về, còn những đại diện còn lại do đang thực hiện nhiệm vụ nên đã khước từ mệnh lệnh của Shinigami-sama. Trong số đó, Maria, người sở hữu sức mạnh rất khủng khiếp đồng thời cũng có tính cách rất kỳ lạ. Bà này bà thiếu hơi trai tới nỗi mà muốn cưới luôn cái bồn cầu làm chồng luôn đó mọi người, quá chè đồ đen. Con trai già Spirit hiện tại đang rất chăm chỉ lau chân đèn cày ở trong học viện vì lo sợ rằng cuộc triệu tập Deathside của Shinigami chủ ý là để chuyển công tác của ổng đi nơi khác. À quên nữa, vì có sự xuất hiện của các Deathside khác nên từ giờ mình sẽ gọi bọn họ bằng tên luôn cho tiện phân biệt ha. Người phụ nữ Deathside còn lại là Ayusa, cô gái được mệnh danh là vua của chủ tịch hội đồng. Nghe qua cái tên là biết bà này quy tắc đến cỡ nào rồi. Đã vậy còn một hàng dọc tập hợp, giống như y chang mấy bạn đang coi video của tụi tôi vậy đó. Người cuối cùng trong nhóm được triệu tập là Justin Blar. Anh ta ngoài việc cuồng Shinigami-sama và thích nghe nhạc mọi lúc mọi nơi thì chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mà nhìn ngầu nha mấy nỉ. Buổi họp giữa những người mạnh nhất Super Saiyan được bắt đầu. Nội dung chính là về việc ảnh hưởng của Asura gây ra sau khi thức tỉnh. Bước sóng điên cuồng của hắn không những đánh thức những phù thủy đang ngủ say mà còn giúp những kẻ xấu xa trở nên mạnh mẽ hơn. Shinigami-sama phân chia công việc cho từng Desai. Spirit và Maria sẽ ở Super Saiyan để củng cố sức mạnh cho học viện, còn Asura sẽ dùng khả năng của mình truy lùng dấu vết của Asura. Justin là người duy nhất không nhận được bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng Shinigami-sama cho hay sẽ cần anh ta trong những thời khắc quan trọng.
Nhóm Maka đã hoàn toàn bình phục sau trận chiến bảo vệ thành phố chết. Mối quan hệ bạn bè giữa bọn họ cũng trở nên khăng khít với nhau hơn rất nhiều. Còn về Corona, cô ấy đã được Shinigami-sama cho phép trở thành một học viên thử nghiệm của Shibusen. Tập 26, Corona dù đã tìm lại được chính mình nhưng vì còn là tấm chiếu mới nên vẫn chưa có đủ tự tin để bước ra khỏi vòng an toàn. Để lôi kéo cô nhóc quỷ kiếm ra khỏi phòng, thầy Sid đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Maka vì cô bé là người duy nhất mà Corona tin tưởng. Đi cùng với Maka là Maria, giáo viên mới vừa được bổ nhiệm. Cũng như Corona, cô ấy phải làm quen với nhiều thứ tại Shibusen nên có lẽ Maria là người tốt nhất trong việc giúp cô nhóc quỷ kiếm cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Tính cách của Ragnarok chẳng thay đổi được là bao. Nó còn cả gan tự tiện tóc váy của Maka khiến Corona phải lãnh đòn thay. Đúng là không có sợ kẻ địch mạnh như hổ mà chỉ sợ mấy bạn coi clip của tôi mà không chịu like. Sau khi cùng Maka đi dạo học viện một vòng, tâm trạng của Corona đã có tiến triển tích cực nhưng điều đó chẳng duy trì được bao lâu. Maka nảy ra ý kiến rủ rê Corona làm thơ bởi vì lúc buồn rầu cô ấy từng làm việc đó để giải tỏa tâm trạng. Tiếp thu ý kiến của người bạn, cô nhóc quỷ kiếm bỏ ra tận 30 phút hoàn thiện bài thơ nhưng bất cứ ai đọc được những câu thơ đó đều mất hết lý tưởng sống. Vậy là giải tỏa tâm trạng dữ dằn chưa? Bài thơ có nội dung như sau: chuông chuông bay thấp thì mưa, có video mà không có like cái máy cưa ở vô đầu. Maka, Sho và Corona được Shinigami-sama giao nhiệm vụ đến một ngôi làng làm tượng đất để điều tra về trường hợp Golem đầu tiên được tạo ra bỗng nhiên có những hành động hung bạo. Người dân tại nơi đó chẳng có vẻ gì là chào đón cái học viên của Shibusen. Một gã đàn ông tự giới thiệu mình tên là Griko đột nhiên xuất hiện và nói rằng anh ta có thông tin mà nhóm Maka đang tìm kiếm. Bất ngờ thay, con Golem hóa điên được nhắc trong nhiệm vụ là thuộc quyền sở hữu của Griko. Hắn ta cho biết đã chờ đợi 800 năm tập trung sức mạnh để chờ thời cơ lật đổ Shibusen. Hơn nữa, Griko còn là một vũ khí không cần đến người điều khiển. Hình dạng của hắn ta là một chiếc máy cưa và là vũ khí ma tương tự như Masamune. Bằng cách phối hợp với con Golem khổng lồ, hắn ta đã hoàn toàn áp đảo Maka. Corona liền tham chiến để hỗ trợ cho Maka. Do cơ thể bị biến nhỏ nên lưỡi kiếm Ragnarok tạo ra hiện tại đã không còn sự đáng sợ như trước kia. Nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá năng lực bên trong được. Vậy là tập phim này tạm thời kết thúc tại đây nghe các bạn ơi. Sự hồi sinh của Kishin chính là phần hấp dẫn nhất của tập này nên là tụi mình sẽ để dành phần hấp dẫn khác cho video tiếp theo. Mỗi ngày AL đều ra video vào 18:30 nên là các bạn nhớ canh chừng thời gian và vào xem cho sớm nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nhé.